Đây là những cái linh kiện chuẩn bị đóng gói cho khách. Mở lượng cục này rồi. Cá cặp phuộc phuộc đàn hậu bò e. Đấy, có cả cốc luôn. Rồi, xì nhan. Xì nhan. Xì nhan. Ghế tai xì nhan. Rồi, bình xăng con. Quá đẹp, bảy màu. Cho đèn pha. Cặp phốt, cặp cầm, cặp cặp của xe rồi dần nhựa hai cái chữ A. Phuộc, cặp gối, gối sao, mặt nạ, rồi đuôi, đuôi, bát bếp rồi còn nguyên, chưa gãy, cốt, rất là đẹp luôn. Trước có bình sạc hai miếng có bình xăng rồi bằng thờ sàn to gặp rồi bây giờ tiến hành bọc hết xong bỏ trong cái thùng này rồi, bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng với mình sẽ coi cho mình bọc đồ nha.